Tôi sang cái mục số 8 mà cũng là mục cuối cùng của bài học này, đấy là sự khác biệt giữa góc hình học và góc lượng giác. Thì ở những cái chương trình cũ, ở sách giáo khoa cũ đó, thì không có bận tâm nhiều về cái góc hình học với góc lượng giác đâu. Đấy, thì sau chương trình mới thì đẻ thêm những khái niệm về góc hình học và góc lượng giác. Hệ quả là nó làm cho nhiều bạn hơi khó hiểu. Nó có niệm góc lượng giác làm sao, góc hình học làm sao? Mặc dù là đã được học và mặc dù là đã có cái định nghĩa về nó, nó không khỏi gây cho chúng ta những cái lấn cấn về cái tên gọi này. Thế còn xác định giá trị lượng giác thì lại là của góc lượng giác. Thế giá trị lượng giác tức là sin cos tan cotan có chứ không xác định cho góc hình học à? Ví dụ như vậy. Thế thì thầy giải thích như thế này này. Góc hình học chính là góc tạo bởi hai tia. Chính là góc tạo bởi hai tia. Nó áp dụng cho những cái hình học thông thường của chúng ta, cho những cái hình học phẳng hoặc hình không trong không gian thông thường của chúng ta giữa hai cái tia hoặc giữa hai cái đường thẳng. Và vì thế mà nó chỉ nhận giá trị từ 0 đến 90 độ. Và nó là cái hình ảnh tĩnh, không liên quan đến những câu chuyện về chuyển động. Sau này khi mà vận dụng các kiến thức của lượng giác, của tính góc các thứ trong các bài toán về chuyển động chẳng hạn, thì các cái góc mà nó quét theo các chiều khác nhau dẫn đến các góc phải nhận những giá trị dương âm khác nhau, thế mới đẻ ra góc âm. Thế rồi các cái chuyển động tròn chẳng hạn, thì nó quét những góc không phải nó chuyển động tròn, có phải là không phải lúc nào nó cũng chuyển nhích đi một chút, mà nó có thể chuyển động nhiều lần một vòng tròn. Vậy thì những cái góc mà nó quét không chỉ giới hạn bởi từ 0 đến 180 độ đâu, hay là 0 đến 360 độ đâu, mà nó có thể kéo dài đến vô cùng vô tận. Vì vậy, nhu cầu cần phải mở rộng góc, giá trị số đo của góc nên đến vô cùng vô tận. Vậy có thể nói rằng là cái góc lượng giác này chẳng qua chỉ là cái trường hợp mở rộng thêm của góc hình học mà thôi. Nhá, cái góc lượng giác là cái trường hợp mở rộng thêm của góc hình học, chứ nó không phải là một cái loại góc gì đó, nó khác. Góc nó vẫn cứ tạo bởi hai tia như góc hình học cả thôi. Nhưng giá trị của nó thì có thể dương, có thể âm. Và độ lớn của nó thì có thể trải dài từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng. Vậy thôi nhé, nó mở rộng của góc hình học. Ok chưa? Và đương nhiên là việc tính giá trị lượng giác của góc lượng giác cũng có nghĩa là tính giá trị lượng giác của góc các góc hình học bao gồm trong đó. Được chưa nào? Đấy, thì giải đáp đấy để em đỡ băn khoăn về một cái khái niệm nó hơi có phần hơi mới. Ok chưa?